Kính chào quý vị và quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chương trình tuần trước, quý vị đã được thấy thực trạng và tiềm năng của xuất khẩu nông sản, ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Dù được đánh giá là ngành xuất khẩu đầy tiềm năng, nhưng thực tế nông sản vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi xuất khẩu. Hiện nông sản của Việt Nam đang gặp phải những trở ngại và điểm nghẽn nào trong xuất khẩu? Trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này, chúng tôi sẽ đưa ra những thông tin về vấn đề này. Trước tiên, quý vị hãy cùng theo dõi xem năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam hiện nay như thế nào. Là một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, nhưng phần lớn nông sản xuất khẩu của Việt Nam lại có giá trị và khả năng cạnh tranh thấp so với nhiều nước trong khu vực. Hiện nay, hàng nông sản Việt Nam thường thua kém các nước khác từ 15 đến 50% giá trị do những chênh lệch về chất lượng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng hóa của Việt Nam cạnh tranh kém trên thị trường, đặc biệt là tại các thị trường khó tính. Cụ thể, gạo Việt Nam giá bán luôn thấp hơn so với gạo cùng loại của Thái Lan từ 3 đến 5%, chè đứng thứ 5 về sản lượng nhưng xếp thứ 10 về giá bán. Sản lượng cá tra Việt Nam chiếm đến 90% thị phần trên thế giới nhưng giá bán lại thấp hơn 20 đến 30% so với các sản phẩm tương tự. Bởi vì thế này, nếu mà gọi là giá trị nông sản chúng ta truyền thống nhất đứng xuất khẩu sản lượng gạo nhất nhì thế giới, nhưng toàn bộ về giá trị xuất khẩu ấy thì đều thua Thái Lan, thua mà thậm chí bây giờ còn thua cả giá của Campuchia nữa. Tôi rằng thực trạng xuất khẩu nông nghiệp của chúng ta trong giai đoạn vừa rồi đối với nông sản ấy thì còn rất nhiều hạn chế. Trong đó có những nguyên nhân, đó là do cách thức tổ chức sản xuất và bảo quản của chúng ta chưa tốt. Do đó trái cây của chúng ta sản xuất chưa đạt tiêu chuẩn và cái quá trình bảo quản sau thu hoạch của chúng ta làm cho trái cây không bảo quản được lâu, nên không đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường xa trong cái quá trình vận chuyển cũng như là chuyển tiếp bán hàng đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho biết chi phí logistics cao cũng là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt kém sức cạnh tranh và mất đi cơ hội thâm nhập vào nhiều thị trường. Nông nghiệp Việt Nam đang có mức tăng trưởng trung bình 3,5% một năm và được đánh giá là có nhiều tiềm năng để phát triển. Tuy nhiên, sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún đang khiến cho ngành nông nghiệp và cụ thể hơn là ngành nông sản xuất khẩu đang có nhiều hạn chế. Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế nông nghiệp, song ngành nông nghiệp vẫn sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Với diện tích 1 hectare, công ty Ravi không thể sử dụng máy móc trong quá trình trồng, chăm bón, thu hoạch. Do đó, tất cả các công đoạn này, công ty đều phải thuê người làm khiến chi phí tăng lên. Trong thực tế là ví dụ như 1.000 cái diện tích mà mình đang có kia là có chỉ 1.200 m2 thôi, cũng đã có 4 hộ dân tham gia. Tức là nó rất khó khăn trong cái vấn đề về việc là đa canh. Trường hợp của công ty Ravi chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ của mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, vốn đã và đang phổ biến ở Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có gần 14 triệu hộ nông dân đang sở hữu 78 triệu mảnh ruộng nhỏ lẻ. Trung bình mỗi hộ sở hữu 0,56 đến 0,7 hectare và được chia thành 2,83 mảnh, thuộc hàng thấp nhất trên thế giới. Sản xuất nông nghiệp của Việt Nam chúng ta còn manh mún, nhỏ lẻ. Cái này đúng không? Cái này do lịch sử để lại. Ví dụ trước giải phóng ấy, thì ở miền Bắc có đã vào được các hợp tác xã để quy tụ ruộng đất, nhưng sau cái khoán 10 thì lập tức chúng ta lại chia ra, đâm ra cuối cùng lại trở về manh mún. Ở phía Nam thì họ đã làm việc các hộ của nông dân là kinh tế hộ là chính, đâm ra thành là sản xuất là manh mún. Theo các chuyên gia, chính sự sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu chuyên nghiệp này đã khiến cho ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển sản xuất và xuất khẩu. Thưa quý vị, đã có mặt tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, rất nhiều sản phẩm xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ như cà phê, gạo, điều, rau quả. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào một số thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc vì chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Trong các thị trường xuất khẩu nông sản mục tiêu của Việt Nam, Liên bang Nga được đánh giá là một thị trường tiềm năng. Đây là thị trường xuất khẩu truyền thống của nước ta từ những năm 90 đến nay. Hiện các mặt hàng chủ lực của Việt Nam đang được xuất khẩu sang thị trường Nga là cà phê, hạt tiêu, chè, rau, quả, gạo. Tuy nhiên, theo đánh giá của Văn phòng Đại diện Trung tâm Xuất khẩu Nga tại Hà Nội, hàng Việt Nam tại thị trường Nga vẫn chưa đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Có một số công ty ở Việt Nam đang xuất khẩu nông sản thành công vào thị trường Nga. Nhưng danh mục công ty này hạn chế vì nhiều công ty Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của phía Nga.
Và đây là một việc quan trọng mà công ty Việt Nam nên tăng cường chất lượng của sản phẩm của mình để có thể tiếp cận thị trường Nga được. Theo các chuyên gia, Việt Nam có nhiều tiềm năng để trở thành một cường quốc về xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, do chất lượng nông sản chưa đồng đều, quá trình thu hoạch chưa tuân thủ theo quy trình, nên chất lượng nông sản giảm. Chủ yếu là chất lượng. Chất lượng ở đây có nghĩa rằng là chất lượng phải đáp ứng. Ví dụ như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản là những thị trường, Úc là những thị trường yêu cầu rất là cao. Không phải hàng nông sản nào cũng vào được, phải nông sản có tiêu chuẩn thì mới vào được. Cho nên là hàng mà nếu mà sản xuất đại trà, chúng ta sản xuất đại trà thứ nhất là ra quy mô rất là lớn mà chất lượng nó lại không được đầu tư tinh khiết thì rất là khó xuất khẩu đi nước khác. Trong khi các rào cản thuế quan đã được cắt giảm đáng kể nhờ các hiệp định thương mại tự do, thì nhiều rào cản mang tính kỹ thuật vẫn tồn tại, thậm chí phát triển dưới nhiều hình thức phức tạp hơn, khiến cho việc đưa nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế cũng gặp nhiều khó khăn. Thủy sản, hạt tiêu, gạo là những sản phẩm đã từng bị trả về do không đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu của hàng Việt Nam. Sữa, thịt lợn và nhiều sản phẩm rau quả vẫn chưa thâm nhập được nhiều thị trường dù đã được nước ngoài giảm thuế về 0% do việc công nhận về quản lý chất lượng và quản lý an toàn thực phẩm còn hạn chế. Đây là thực trạng của nhiều nông sản xuất khẩu của Việt Nam hiện nay. Về mặt nông sản là cái mặt hàng mà nước nào cũng bảo hộ, bởi vì nó liên quan đến trực tiếp đời sống của những người nông dân hoặc là những bộ phận mà gọi được gọi yếm thế ở các quốc gia đó. Thì EU cũng là một trong những quốc gia bảo hộ về nông nghiệp rất là nhiều. Họ bảo hộ nông sản thông qua các biện pháp được WTO cho phép, thông qua cái trợ cấp được cho phép được cái mặt hàng nông nghiệp. Cho nên rằng là thứ nhất là họ không mở cửa thị trường nông sản. Bộ Công Thương nhận định, nhận thức của người dân cũng như của chính phủ các nước về bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường ngày càng cao, dẫn đến việc áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe, như EC siết chặt mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản nhập khẩu, áp dụng các quy định về đánh bắt thủy sản hợp pháp IUU và sử dụng gỗ nguyên liệu hợp pháp, nhiều nước ban hành về truy xuất nguồn gốc. Ngoài cái mặt về mở cửa thị trường, họ đưa ra rất là nhiều các biện pháp về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm. Họ đặt ra những cái rào cản về SPS hay là về mặt chất lượng thì sẽ khiến cho là các nước đang phát triển tương đối khó để đáp ứng các mặt quy chuẩn của họ. Thậm chí là một số mặt hàng họ đưa các dư lượng kháng sinh, thuốc trừ sâu là về mức độ gần 0%, có nghĩa rằng là hầu như sẽ không áp dụng những cái mặt hàng đó. Sản xuất nông nghiệp nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về mặt thời tiết và phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Chính vì vậy thì cái trong bối cảnh mà các nước đang gia tăng các cái hàng rào bảo hộ thì cái việc xuất khẩu của chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Bộ Công Thương nhận định Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do. Đây là chiến lược lâu dài để các doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, muốn thế giới biết đến Việt Nam như một cường quốc về nông sản, thì nông sản Việt phải khẳng định được chất lượng ưu việt vượt trội. Không những vướng về chất lượng, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nông sản xuất khẩu của Việt Nam còn có giá trị gia tăng khá thấp do chủ yếu là xuất thô và chưa có thương hiệu trên thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng nông sản xuất nhiều nhưng giá thấp. Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam vẫn chủ yếu là xuất thô, giá trị gia tăng chưa cao, đơn cử như mặt hàng cà phê. Mặc dù là cường quốc trên thế giới về xuất khẩu cà phê, chiếm 19% thị phần cà phê toàn cầu, chỉ sau Brazil, nhưng có tới 90% cà phê Việt Nam là xuất khẩu thô. Theo tính toán, giá của 1 đến 2 kg cà phê ở dạng nguyên liệu thô chỉ có giá khoảng 2 đến 3 đô la Mỹ bằng giá của một cốc cà phê. Các doanh nghiệp Việt Nam thì gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình xuất khẩu thành phẩm cà phê sang các nước châu Âu, vì là phía bên họ thì công nghệ của họ rất là cao này, khả năng rang xay của họ rất tốt, họ vẫn có xu hướng họ nhập xô bởi vì giá nhập xô rất là rẻ. Các chuyên gia cho rằng nông sản Việt Nam hiện vẫn còn bán dưới dạng thô, trong khi đó nông sản thường thu hoạch ngắn ngày, thời gian bảo quản không lâu nên dẫn tới tình trạng hàng hóa ồ ạt, tiêu thụ rất khó khăn. Hiện nay của nông sản thì cái tỷ trọng về qua chế biến còn thấp, tức là mới chỉ có khoảng hơn 10% qua chế biến, còn lại là xuất khẩu dưới dạng thô. Thì cái này chúng ta phải làm nó theo từng chủng loại mặt hàng. Xuất thô khiến cho giá trị gia tăng của sản phẩm thấp, trong khi đó công nghệ chế biến lại đang là điểm yếu của các doanh nghiệp Việt. Cái thế mạnh của chúng ta là về thế mạnh sản xuất. Thế và khi sản xuất được ấy, thì thực sự là đến cái phần chế biến ấy, thì chúng ta lại là điểm yếu. Bên cạnh đó, vấn đề thương hiệu mẫu mã cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Công suất xoài đang làm nhãn là vải sang Trung Quốc chính ngạch thì cực kỳ khó. Tại vì chúng ta người ta bảo là thương hiệu này có khả năng người ta bán tất tất thậm chí 3 đến 5 đô một cân nhãn
nhưng mà các anh chúng tôi chỉ giỏi lắm đến hơn một đô. Thực tế cho thấy việc xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp, ngành hàng mới chỉ diễn ra nhỏ lẻ với cấp độ thấp. Các thương hiệu cũng mới chỉ ở quốc gia chứ chưa mang tính toàn cầu, chưa có thương hiệu hình ảnh chung của ngành hàng. Đây là những lý do khiến nông sản của Việt Nam xuất khẩu với lượng khá cao nhưng giá trị vẫn còn chưa tương xứng. Thưa quý vị, Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí số 1 về thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam với tỷ trọng chiếm đến 70%. Điều này cho thấy nông sản Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào thị trường truyền thống. Việc phụ thuộc quá nhiều vào một số ít các thị trường khiến cho xuất khẩu nông sản dễ gặp nhiều rủi ro. Theo Bộ Công Thương, hiện có 12 nhóm hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu là các mặt hàng thủy sản, rau quả, gạo, thức ăn gia súc và nguyên liệu, gỗ cùng với các sản phẩm từ gỗ. Với tỷ trọng chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, Việt Nam xuất khẩu gạo, cao su sang thị trường Trung Quốc đạt kim ngạch lần lượt 1 tỷ đô la Mỹ, 1,5 tỷ đô la Mỹ. Cũng năm 2017, trong 3,5 tỷ đô la Mỹ giá trị kim ngạch xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam thì Trung Quốc đã chiếm 76% giá trị. Nếu chúng ta phụ thuộc vào thị trường này quá lớn, nông sản Việt Nam sẽ chịu rất nhiều rủi ro. Cái tỷ lệ xuất khẩu gọi là tiểu ngạch hoặc là xuất khẩu qua biên mậu vẫn là một các cái yếu tố rủi ro đối với lại hàng xuất khẩu của Việt Nam. Bởi vì thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam mua nâng giá lên, rồi thậm chí họ mua cả những các cái mặt hàng mà phá hoại kinh tế của Việt Nam như là rễ cây hạt tiêu. Theo các chuyên gia, nếu chúng ta dựa vào một số ít thị trường, nông sản Việt Nam sẽ dễ bị ép giá và tình trạng giải cứu nông sản vẫn có thể xảy ra trong tương lai. Hiện nay thì nông sản của chúng ta đang tập trung vào 6 cái thị trường chính, đó là Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và cái việc mở rộng thị trường thì trước hết là chúng ta cũng khai thác được tốt trên 6 cái thị trường này, nó cũng đã là một cái lợi thế rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng trong kinh doanh có cái câu là không thể thuộc quá lớn vào một thị trường hay một mặt hàng. Theo các chuyên gia, mở rộng thị trường là chiến lược dài hạn để đưa nông sản Việt Nam ra thế giới, tránh tình trạng phụ thuộc vào một thị trường và các thị trường truyền thống. Thưa quý vị, hiện nay nông nghiệp tiếp tục được coi là một trong những ngành mũi nhọn với những kỳ vọng mới. Tuy nhiên hiện nay ngành nông nghiệp vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi mà cơ chế còn nhiều vướng mắc, công nghệ còn yếu kém, thông tin thị trường không có, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đang phải tự bơi. Theo các chuyên gia, trong thời gian qua, sản xuất và xuất khẩu nông sản đã đạt được những thành tích lớn, đưa nước ta trở thành quốc gia đứng ở top đầu thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, v.v. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do chính sách nông nghiệp còn có những hạn chế. Tôi nghĩ các cái nghị định hay là những cái luật sau này có thể sửa để hỗ trợ giúp doanh nghiệp. Ví dụ như là câu chuyện mà để làm sao doanh nghiệp có thể thuê đất dễ dàng của nông dân. Thế thì cái câu chuyện đấy là câu chuyện phải liên quan đến luật đất đai hay những cái nghị định để làm sao thúc đẩy, kích hoạt được cái trung tâm phát triển quỹ đất mà người ta thúc đẩy cái thị trường cho thuê đất ở khu vực nông nghiệp. Đấy, hay câu chuyện về vấn đề thuế chẳng hạn. Đấy, thí dụ là mọi người rất kêu về cái thuế VAT, đó là không tính thuế VAT hay là phải bằng 0%. Đây là một câu chuyện vẫn còn rất loằng ngoằng và rất nhiều doanh nghiệp kêu. Hay là cái phân biệt giữa cái thuế VAT giữa doanh nghiệp xuất khẩu với doanh nghiệp phân phối trong nước, hay là giữa cái nhà phân phối mà có hóa đơn với những người mà bán không có hóa đơn. Đấy, hay là cái thuế thu nhập doanh nghiệp chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là phải có một cái ưu đãi nhất định cho các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã muốn mở rộng quy mô sản xuất nhưng lại vướng ở nguồn vốn. Thực tế, nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho việc phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, việc tiếp cận những ưu đãi này còn rất khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng. Về thủ tục của để mà được việc ưu đãi này còn rất nhiều khi, chúng tôi thấy rõ cái điều này. Một dự án muốn nhận được cái đồng tiền hỗ trợ thì phải mất 16 bước, khoảng 40 cái thủ tục, rất dườm dặm. Và như thế, nó mang nặng cái hình ảnh của cơ chế xin cho. Chính những hạn chế như trên đã khiến cho nền nông nghiệp Việt Nam vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Do đó, hiện nay ngành nông nghiệp cần phải có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt để hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới. Thưa quý vị, một trong những hạn chế lớn nhất của sản xuất nông nghiệp là tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Vậy về sản xuất nhỏ lẻ này đã tác động như thế nào đến ngành nông nghiệp Việt Nam cũng như hoạt động xuất khẩu nông sản? Nội dung này sẽ được tiếp tục phân tích và làm rõ trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần tiếp theo.
có chủ đề là sản xuất manh mún nhỏ lẻ khiến nông sản bấp bênh, phát sóng vào 20h35 phút ngày 22 tháng 9. Kính mời quý vị cùng đón xem. Còn chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.